Tối 28 tháng 6, lễ kỷ niệm 48 năm ngày thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và các hoạt động tôn vinh vai trò của gia đình trong đời sống xã hội nhân văn đã diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm 326 năm thành lập thành phố Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh và kỷ niệm 48 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, Ngày hội văn hóa thể thao nông thôn mới cấp thành phố lần thứ 2 năm 2024. Đây là một trong những sự kiện nhằm ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, giới thiệu đến người dân và du khách những thành quả trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Chuỗi sự kiện diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 28 tháng 6 đến hết ngày 2 tháng 7 năm 2024.